mây xanh bảy ngày mặt ngọc cá lặn nhạt xa. Vì sao quốc ngơ sắc ắt đà thì không phải ý. Lòng nữ thiền miền thì duy thoại cùng
chiến đa tài ngàn cơ nghiệp công lương ra dù thử mẫu đường vô hương hỏa nội đắc thanh đường chi tâm kim cương nhân biên chu biến thập phương Nam mô Nhang Văn Cung Sang Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Nhang Văn Cung Sang Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Nhang Văn Cung Sang Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Xe Loan Tịnh Tâm Hồi cùng có lệnh truyền ra thành ông có lệnh truyền ra các vạn thị độ cùng là chư linh vô linh là vạn lạc thành
Huyền Phan Các Quan được ông về Huyền Phan Các Quan ta đang yêu võ Lữ Phan ta đang lệnh Huyền Văn Võ Hải Hà Văn Sư dâng lên ngày lành Văn Sư dâng lên làm ta bắt đầu xét biến do vào thì cho đầu chữ thường sự sự cú sự quý khang linh thọ trường thế gió tài lộc khang cường
thì cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà an lạc, cộng xã Thất Sơn Hà chuyển vận chuyển hồn ha. Gia được vui khỏe, chế được tọ trường, trên bảo dưới đè, trên đè dưới sợ, nước chảy một dòng, thuyền động một bến, phù thê thuận quy thuận cầu, hạnh phúc thủy chung cầu, sao được vậy như lòng thế gian, cũng thịnh vẫn mời tỉnh ta lại vái ta về, xe loan thượng ngự giáng đàn tràng chứng tâm nhận về, bàn duyên cõi thế ấn tín lệnh đủ đầy, minh khai minh tuệ mở tuệ để trốn dương trần, để học đạo tu đạo hành đạo để tâm thêm đủ, để tuệ thêm đầy, để đức thêm sáng, để bề trên các cụ truy âm xét dương, tiếp tục chăm nom bản đền bản phủ ha. Từ nay giờ đi từ chi hướng ngợi cho trong gia chung được khang thái, bản mệnh bình an, trong nhà luôn đầy ắp những tiếng cười, đầu ra thịnh vượng điều hòa thanh tân, được ông ta về giáng phúc điêu ân, họ Phạm họ Vũ được hưởng thiên xuân họ Trường ha. Chứng tâm chứng lễ cho đồng đền chủ nhang, pháp sư pháp văn tay quỳnh tay quế, thiện nam tín nữ bản hội hôm nay, tâm đủ tệ đầy về đến cảnh đây, cung nghênh tiệc mẫu trợ duyên gia chủ, là bàn truyền tiếp phúc cho các gia các chủ, cũng xuyên trí lộc tự vân lại ha. Võ thao lược hùng oai quan cổ, văn kinh luân khí độ hiền nhân, hay ra đời thân bị mở mang, nam hải đức bị ta vòng voi kiềm gì, hay ra hoa hải đường cô đế nhất bạc phương là đất ơi thầm quanh tờ loạn thanh ra hồi cùng đế đài hoa tóc cô thông minh chính sức lời đặt ra với con đề thanh hóa hồi sông ra cứ bị tờ chiếc hoi cô bé con ra ở vua bà thanh hóa hồi hướng đông người đến thờ lắm ở hướng đông đến thờ cầu bé đất ông quý hùng thanh hóa số vương dân văn trên đông cuồng xuống rơi lác đác nghe tiếng lá rừng xa xa cánh thâu dễ đều đi bắc thành yên thank you.
gió thu dịu dặt chim đền nhạc quan trinh niềm đáng nhớ xưa tích mà vũ chốn lạc châu thủy đủ sơn tĩnh đông vương chúa bà giáng sinh màn sao dưới trường chúa sáng chân thoáng thoáng vui hồng nào tan khắp bốn Hãy subscribe.
xa xa tiếng hẹn dòng nam thấp mê thoáng ngọn xa áo xanh dáng hình điện nữ xuân tiên đàn nhật đón mừng chúa tiên xuân tiên đàn nhật đón mừng chúa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương dân văn. Ta vị Chúa mượn thành Chúa đệ nhất, đầy thiết đi dự về giai đoạn thanh giá. Ai lê tơ ơi, cao sơ bạch mã, hỏi thăm đệ thì Chúa nguyện nơi nào. Giai đoạn thanh giá, quê nhà lâm thao, cao mãi quê nhà anh mưa linh chắc xa, chưa bà đệ ta thành gió người tốt quan thích bơi nhất na tốt quan. Lại lâm đi chắc xa trần gian thật
kỳ tiểu quang minh diêu từ thung ngã đến tàng cung là thiên phục hoàng lật cẩn thạch chúa điện trung vương. Pháp sư pháp văn
tay Quỳnh tay Quế thiện nam tín nữ bản hộ hôm nay đã cho sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm ạ. Vang tiếng sét bài sai lối làm nghe vạn khí đề phách tan hồn. Lệnh sơn thang qua sơn yêu sơn lệnh sơn thang đền thờ văn lam sát thượng hàng sắc tặng phong
phong cảnh đi thờ tôn có đã đổ rồi nước chảy lan xa đều trong sáng lòng tin tràn đầy thu thiết đàn hoa kim ngân sớ tràng cung anh cảm tạ tri ân Phật trời chư thiên hiền thánh các tòa chúa thiên A Di Đà Phật sáng tẩy thân căn bắc ghế hầu đồng cầu an bản mệnh cầu mát bản thân từ nay trở đi trên đường tu sự học Tân đồng đệ tử họ Vũ con xin được khai minh mở tuệ ở cõi dương trần sáng ra chữ đạo để ở cõi dương trần gia trung họ Phạm họ Vũ chúng con từ nay trở đi từ chi hướng hậu trong gia đạo các khánh từ Vũ được hưng long A Di Đà Phật ở cõi dương trần được chúng nhân ái kính truyền đăng kế tự hiếu hương trúc thánh được mãn triều xế bóng A Di Đà Phật cầu lộc chiêu tài nguyện cầu phúc lai tai tống duyên sinh trường thọ cũng bình phong mời hình vương quan lại thoái vương quan về quan xe loan thượng ngự giáng linh từ chứng lô nhang tờ vàng cánh sớ tờ đơn cánh trạng lệ quan lộc sơn lâm như lá giải đường quan ban tài tiếp lộc cho gia chung họ Phạm họ Vũ chúng con cùng thiện nam tín nữ bách gia trăm họ về đến cảnh đây chợ duyên tiếp phúc đảo cầu cửa Phật cửa thánh cửa vương quan được sở cầu ý sở nguyện được tòng tâm dạ tấu bàn khen pháp sư kêu thầy lệnh cho họ Vũ họ Phạm hôm nay cùng đồng gia dương môn quyến đảo tu thiết hương hoa đàn thanh lễ tình cung nghênh tiệc phẩm cảm tạ tri ân Phật thánh tòa các ngôi để cầu cho quốc thái dân an nhà nhà an lạc cầu cho gia đạo hưng long các cánh trong chốn gia trung già được vui khỏe trẻ được thọ trường vợ chồng thuận quy thuận khẩu hạnh phúc thủy chung cầu sao được bệnh như lòng thế gian cầu cho nam tử nữ tôn minh khai minh tuệ mở tuệ học hành tinh tấn đỗ đạt bằng sắc trong tay đức tâm đủ đầy cầu xin nhân xin duyên xin phúc xin phần ấn tín lệnh đủ đầy để trốn dương trần được sớm tay quê chiều lọc nước cửa Phật cửa thánh các tòa các ngôi ha ta dáng đảm chứng nghệ thương trong cõi thế môn sinh môn đệ mình ta khai minh tuệ ta mở tuệ để trốn dương trần học đạo tu đạo để sáng ra chữ đạo để tâm thêm đủ để tuệ thêm đầy để đức thêm sáng đi đường chính đạo để trợ giúp muôn dân ha chứng tâm đồng đền thủ nhang pháp sư pháp văn tay quỳnh tay quế thiện nam tín nữ bản hội hôm nay hội tụ về đây cung nghênh tiệc mộng trợ chuyên gia chủ đã bàn cho các gia các chủ ở chốn dương trần được phong điều vũ thuận phúc xuyên trí lộc tự văn lại ha sự sắc phong tôn quan đệ nhị đức anh tài tướng sĩ vô song vẻ vang mắt phượng dâu rồng sung
nghi tuân tú ngài oai phong khác thường. Chân sơn lâm yêu nghi cửa quý vũ lĩnh sắc dòng nghi cái ngựa làm thi phong nghi tòng vâng lệnh nghi cứu thiên thành nghi sơn bích động mọi biến quả ca xuân thượng đài uy nghiêm lồng lộng phép thần thông chí dụng ai thương ngự trên hắc hồ uy thường đi mây về gió mà bốn phương độ người Phật Như Lai pháp kính tam đạo hiền công tu sát giả như không ba ngàn thế giới tự lương sầm lưng về khổ tìm đường mà thân mượn bảo phiền cùng thuyền mắt nhã vượt sông mê mà bờ tạm tới nơi non tìm cánh Phật bầu trời Tây phương thế giới đón người kiếm cung đạo Bồ Đề công phu tu tập Bát La Bà La Phật người tâm kính xa vậy như bóng theo hình nhân quả báo ứng tình khó xa coi thiên thai bầu trời cảnh bụt nề từ thành vân cao vút mờ thay ra thái tử đệ tam tôn thần nề phát lớn thái tử đệ tam hùng binh quán cổ đền lạch tam uy hùng chiếc thuyền là xuôi dòng sông xích bích hồ quân du linh bốn phương đi có phép đi tuần thú sông tư trở về tỉnh Bắc ơi quá xa sông lục đầu thank you.
tuần nhang long thành thắp một tuần nhang tấu về thủy phủ bác cùng với các tòa thiệt định cho nó riêng là văn sứ dâng lên ngày lành để văn sứ dâng lên quan về tâu đối ghép biết rõ ràng thầy trò đôi chữ thượng sinh đôi chữ thượng sinh về cho đúng thượng sinh cửa nhà phú quý khang linh thọ thượng tê gió tài lộc khang thường phong nhan thái quan thật kỳ diệu quang minh chiếu từ thượng ngã tích tam cung vạn kiến phục hoàng lân phật thánh thứ tiên trung ương chứng tâm cho gia chúng họ phạm họ vũ chúng con ngày hôm nay tiến lễ
được sở cầu nhí sở nguyện được tòng tâm lệnh quan quan chứng tâm chứng lễ cho chư nhân chư gia bách gia trăm họ thiện nam tín nữ các thanh đồng đạo quan người có tâm người có đạo về đến cảnh đây trợ duyên tiếp phúc cho gia chúc họ bạn họ vụ nhà nào lộc đấy phúc như xuyên trí lộc tự phân lai già ấu lệ quan ban khen cho pháp sư kêu thầy lãnh cho họ họ phạm hôm nay bằng cả tâm đầy tu thiết hương hoa đạt thanh đế tịch cung nghênh tiệp mật cảm tạ tri ân phật thánh quả các ngôi sáng tẩy thân văn bắc ghế hầu đồng cầu an bản mệnh cầu mát bản thân cầu cho chốn gia đạo hưng long trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ nước chảy một dòng huyền động một bến dáng đạt chứng lệ thương cho cõi thế bôn sinh bôn đệ bàn chuyện tiếp phúc để trốn dương trần từ nay giờ đi từ mai giờ về tu được cái tâm dưỡng được cái tính ở chốn dương trần phu thê đồng nhất lý được hạnh phúc thủy chung cầu sao được vậy như lòng thế gian ta cho làm tử tứ tôn ngoan ăn ngoan chơi hay ăn chóng lớn minh tuệ khai mở học hành tinh tấn đỗ đạt bằng sắc trong tay ta đụng cho tứ thân phụ mẫu ở chốn dương trần tứ thân vui vầy được hưởng phước tuổi già cùng con cháu sớm hôm ha chứng tâm cho đồng đền cụ nhang pháp sư pháp văn tay quỳnh tay quế thiện nam tín nữ bản hội hôm nay tâm đủ tên đầy về đây cung nghênh thiện mộng trợ duyên gia chủ cả ban quyền tiếp phúc để chúng dương trần các gia các chủ sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm ha dẫn đường về thủy quốc ni một khi
truyền quân lấy ngọc liễu ly, đùng đùng dâng nước đi tức thì không ai đã. Rồng nghề vua ban trai giỏi sắc rồng quyền quan đệ tứ uy hùng nghề dày vàng. Khi phong hoàng thân cận tay vua thiên sủng văn sơ dâng lên ngày lành ngày văn sơ dâng lên quan bị tâu đối chết biết rõ ràng từ do đối chữ thương
cửa nhà cô quý khang linh thọ thường tê do phúc mệnh đôi đời. Thái quang phong nhan thật kỳ tiểu quang minh phiêu từ thung ngã tinh tàng cung thang thiên phục hoàng thân thật thánh chúa tiên trung vương. Được vui khỏe, trẻ được thọ trường,
vợ chồng thuận quy thuận khẩu, hạnh phúc thủy chung, cầu sao được bệnh như lòng thế gian, cầu cho lang tử nữ tôn ban duyên tiếp phúc, bình khai bình tuệ mở tuệ, ngoan ăn ngoan chơi học hành tinh thần đỗ đạt, bằng sắc trong tay đức tâm đủ đầy, được vui vầy cõi thế ha. Theo việc thánh được thơm danh đức tiếng, điều lành ta đem đến điều dữ ta tống đi, ban duyên tiếp phúc cho hai họ từ nay, được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm ha. Chứng tâm cho đồng đền thủ nhang pháp sư pháp văn tay quỳnh tay quế thiện nam tín nữ, bản hội hôm nay tâm đủ tuệ đầy, về đến cảnh đây đền linh đất cổ cung nghênh điệp mẫu, đã cho các gia các chủ cầu chi tất ứng, cả dĩ toại thông cải hoại vi tưởng, chuyển tai thác phúc cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, cầu bình an đắc bình an ha. Chuyển lên mười phương trên trời, dưới đất quan thông chi đạo Phật truyền bàn, nhịp cầu đem bắc sông ngân điện hàng tính đầu bày ra ngang dưới lấy
lịch như giang thiết đập mối đền thờ quan lớn đi quân sạch ấy. Quan lớn thân chuyên mang các quan tả cơ hữu đội đường ban đó là quân thuyền kiểu đôi hàng sớ điệp dâng lên kim ngân có sớ dâng lên trình quan đệ cũ thép viên rõ ràng thế to hai chữ trường tình cửa nhà phu quý tang linh thọ chiều quê cho vững mạnh đôi đường phong nhà khai quang thập kỷ tiểu quang minh chiêu từ thung ngã tích tạm cũng là thiên phục hoàng lực cần thánh thứ điên trung vương có lá sứ hồng dần man có sứ hồng để công đồng vật thạch sức minh quan về đâu tứ lên đình sau quan lại chứng xứng tâm cho lòng thành nổi công danh ơn nhờ tiên thánh lộc quảng ban ơn trên hoa phép soi Ooh.
linh gia hiền tinh. Sư tranh gia vĩnh lại huyền dành cửa đài lồng lộng uy nghi long châu hồ phục kim quy phục theo việc thánh thơm danh đức tiếng điều lành ta đem đến điều dưỡng ta tống đi
và thương ta độ phạm phúc hồng ân cắt dây âm phục vũ tội trần gian cho họ phạm họ vũ từ đại ha chứng tâm cho đồng đền thủ giang pháp sư pháp văn tay quỳnh tay quế thiện nam tín nữ bản hội hôm nay tâm đủ tuệ đầy về đến cảnh đây cung nghênh tiệc mẫu và bàn duyên tiếp phúc cho các gia các chủ để sở cầu những ý sở nguyện tòng tâm cầu phúc phúc lại cầu tài tài đáo ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên ngày hôm nay. Xin thương ngàn gió vẫn rung rầy. Thank you.
ân là ngắm ai vốn dòng sông sông xa cùng ngày mang chung mang sang mang xe mang lứa bước làm đầy ngàn tình ý định anh xung lại tâm nay cho người trần thế, tôi
mắt biển mưa tuôn đâu gành xa đồng nhà đôi mắt xa lòng anh
thuộc công dân ra pha trà tàu, thuộc công dân nghề dài trẻ sen diều cúc cô quỳnh điên quyết ở bóng lúc qua hôm nay thì trong ông hoàng đêm nay nhang khói đắp nhang phúc thờ tâm thanh hiền chữ làm vô hai mã thân lên ngày lành hai mã thân lên thịnh ông hoàng bảy thép biến võ làm phế to hai tường tình We'll be right back.
khi xem leo lỡ tôi chờ chẳng trong chuông trên cô lâm trả tôi các cô chuông trên cô lâm tay lưng đi bình ngọc bàn tiên dâng đi chén ba. Hiến thương nghề kim ban đi trà ô long hiến đi thương kim bà tổ đơn đi trà long tịch đi thanh nhàn hoàng hiến ta vui. Ba chén khuyên mời hồng trà ba chén khuyên mời hình hương mỹ vị ngọt bùi kia tân ta thần ngọt bùi kỳ tân thuộc công với kẹo
xiêu. Hôm nay hoàng bảy ngự thành thôi. Tân thường tân an.
đều bằng vui áo khắp phiêu tiễn lên thờ ơi cô bé bay về và đến tôi cũng lại về ấm cỏ liêu
xưa ca đàn hát bậc thành nhìn tình an vắng về cô bé lòng hiền tâm cây mắt vắng lét đi bình bên hoa đây dân già mà thiên nước đi đập đi đầy sương mù che giấc đi lọt nào giấc lọt nào là nào tôi giấc đền định từ lai giang vào xa ý à bài xa tôi chiều lục cung làm tất làm ai cũng lòng sướng cha tính hay mang chúng mang ra mong che mang nữ thương nam hay trẻ ngàn tình nghe ngay xuân bãi đi cô đi làm bố lấy ngày ơi
lòng đôi tay để đôi đôi lúc đôi lúc bao con bao con quan niệm nàng vô hạn thắm tình hai hoa đem về để tây biết mà thành đồng chờ vô ba biết bao nhiêu thành đời chờ vô ba mình bông lai lang tiếng cười phương nam vò sông sông rằng đủ vào vò vì kỳ sông trời cao mênh mông lộc tài cô bé mang sao bốn phương ôi họp về đã tháng này cô ban cho miệng tốt nụ cười hồng lộc cho lắm gì đấy cho nhiều ban cho tài nhất sang xưa hồng lộc cho nhiều ngoài năm xưa thành đồng còn ơi tôi xin thờ ba mươi mùng một người tư hôm gặp ba mươi mùng một lấy là mùng ba đây sớm tối ta vào tấu xuống tài lộc hồng hào mùa hoa mùa hoa lộc quả lộc hoa lộc buôn lộc ba hoa ra lộc tiền cho người thần tôi anh linh phép tiên như cô phù thần chung ban cho thành đồng tài lộc tình hoa ban cho sắm họ nhà nhà an vui là vượt hồng khói pháp mấy tháng buông lưng lời hoa mộng hồng nắng mai xung quanh tiếng nụ cười vàng tiếng ca vàng tịch rích tịch tịch ba tịch dân buộc đều đàn đôi hoa la 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 tịch 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 ba tịch dân buộc đều dân buộc đều tới đâu có đón hoa sao cô về bánh điều thứ nhiều ta tay với bê bàn rừng vàng đem cho trăm họ đầu sang đời đời đem cho trăm họ giàu sang đời đời thương ai tài lòng vô ban ban thương lòng gió người nào có tâm hôm nay phàm phúc lưu vật
Một mình nghe nói quá.